Thả kính xuống hay thả đồ xuống đi, đi tìm kho báu đi. Sao đâu? Đi xuống chơi đi, đi tìm kho báu đi. Rồi sao đi tìm kho báu đi. Sao bây giờ không có, có chiếc lá kia, kho báu kia, lá vàng kia, nhặt lên. Rồi kho báu đâu, kho báu đâu, sao kiếm đi. Yeah, kho báu là một mắt kính màu hồng. Con cầm chơi kính rồi, con không cần phải dùng, con có bơi đâu. Rồi sao?